Bạn đang cần tiner để mua lịch chơi game Ligo Mobile uy tín, giá rẻ, chất lượng thì hãy nhớ ghé qua shopoviet.vn của Mobile nha. Chương trình siêu khuyến mãi nạp thẻ và xả kho ác giá cực kỳ sốc đang chờ đón anh em. Đặc biệt nhân dịp Giáng sinh, shop còn có rất nhiều sự kiện khuyến mãi tài khoản game và Quân Huy đấy. Hello, chào mừng anh em trở lại kênh Mobile Việt nha, và chúc các fan của Messi có một đêm bóng đá cực kỳ cảm xúc. Hôm qua thức đêm xem bóng đá đến hơn 1 giờ anh em ơi. Thực sự thì đó là trận đấu cảm xúc. Tuy lúc đầu Argentina đá rất hay và rất sung nhưng mà tốn sức. Sau đó thì Pháp lại đá rất hay với Mbappe. Rồi sau đó đá pen. Một mình Mbappe là không thể cứu được Pháp. Và tất nhiên thì đó là kết quả mãn nhãn mà anh em yêu thích Messi đều muốn nha. Và bây giờ anh em hãy xem kiếm của ta đây. Nhưng không có kiếm của đó là chắc là mình đi luôn nha. Rồi đi lượng cực máu này, nhưng mà cẩn thận Batman nha. Nãy ăn Chisa xong bạn ấy xuống đó. Rồi xong một bé AD, thì mình rất nhiều AD để Batman xơi. Nhưng mà Batman ơi, đâm sâu rồi. Xem kiếm của ta đây. Lại còn bé VDS đó kìa. Hình như là rất vui. Chưa cần đi ganh thì team bạn đã xuống từng đứa một rồi. Bây giờ tiếp tục nha, lướt chơi một thả chiêu hai. Xem kiếm ta đây. Ui, ui lại còn Van Hê nữa chứ. Bây giờ mình đánh thường hai phát đợi hồi chiêu một nha. Rồi, ui, không được, một phát thôi anh em ơi. Thế thì mình lướt chơi một lên thả chiêu hai này em. Lướt tiếp chiêu một và chiêu cuối. Rồi, ghê chưa anh em ơi. Đã hay được còn hên nữa chứ. Ông thần rừng Burat ở vị tướng nói chung là rất khỏe luôn. Hợp meta nha em ơi, đi top ngon nè. Đi rừng càng ngon hơn. Đi rừng thì anh em có thể lên giày kiên cường để chống lại đội hình khống chế của team bạn. Còn đi top thì chúng ta phải giày hồi chiêu rồi. Tiếp tục, ui. Quả đấy mình đánh thường thêm một phát ở cái con quái rừng thì ngon rồi. Teddy này ăn mất tiêu. Thế nên phải đánh thường vào con lính ngoài đường này ra nè. Bạn đấy tốc biến chạy kịp nha, chứ không à. Lượng chắc chắn Inuya rồi. Thực ra Murat là vị tướng ganh rất là khỏe. Và phong cách chơi nó cực kỳ nhây. Và anh có thể nhây bằng nhiều lần ảo ảnh chạm liên tục. Nhưng mà tuy vậy, nếu tí bạn đội hình sốc đam rồi cơ độ cao bắt bóng tốt thì anh em cũng chú ý cái bóng của mình nha. Giữ vị trí nó an toàn một tí. Ôi Malok lại bị chậm rồi, Malok ơi. Mình chắc là không đủ đam đâu. Ôi, thôi đợi chưa một thôi anh em ơi. Đợi chưa một nha. Rồi, chạy đi. Chạy đi. Xem kiếm của ta đây. Yeah. Thứ hai tại 2-2 với Murat. Quá ghê nha. Phút thứ 4, 5 mạng rồi anh em ơi. Ok bạn ơi. Và hiện tại anh em muốn mua Việt chơi con tướng gì ở cuối mùa 24 nhớ comment bên dưới nha. 3 tuần nữa thôi chúng ta sẽ chuyển qua mùa mới rồi. Và cũng 2 tuần nữa thôi là kết thúc 2022 chuyển qua 2023. Mà nói chung thì năm nay chúng ta vẫn còn một giải bóng nữa. Một giải bóng mang tên gọi AFF Cup, cổ vũ đội tuyển Việt Nam anh em ơi. Giải cuối cùng của thầy Park Hang-seo. Và mình cũng rất là mê bóng đá Việt Nam anh em ơi, nên là cổ vũ chắc chắn luôn. Xem kiếm của ta đây, trời kiếm sắc rồi. Kiếm này là kiếm siêu sắc rồi anh em ơi. Kiếm này được mài cực kỳ kỹ, chiên để đồ thần thôi. Nữ thần ánh sáng hay là nữ thần bóng tối thì cũng chỉ là một kiếm thôi nha. Qua kinh khủng. Tiếp theo là xuống bắt Van Hên này. Ê, có cả Alice thì thôi té. Chúng ta chơi Murat thì muốn hay các bạn phải né được đam nữa bằng cái chiêu 2 nha. Các bạn né được chiêu tướng địch là rất là tốt luôn. Đấy, dùng chiêu cuối để né đam nữa càng tốt hơn. Rồi tiếp tục này. Xem kiếm của ta đây. Trời, tính đam quá chuẩn luôn. Tiếp tục anh em ơi. Trận này đánh sướng thế nhở. Đây này, hai điểm nội tại rồi là lướt lên rồi ào ảnh chạm có đứa cho bụi. Rồi đánh được thêm một phát. Rồi ghê quá. Thực sự Murat quá ghê luôn. Một con tướng rất là khỏe nha. Tiếp theo là bé Alice này. Xem kiếm của ta đây. Trận này cho team bạn xem kiếm hơi nhiều. Chuyến này kiếm này siêu to, siêu dài, siêu sắc, siêu nhọn. Nhưng mà chuyên để sắc từ heo em thái rau mà thôi.
Ok, anh em nhớ comment vị tướng tiếp theo để mua Việt chơi cuối mùa 24 nha. Mà nói chung thì cuối mùa rồi, có cái phong cách gì hay chôn thú vị, anh em cũng nhớ comment ý tưởng để mua Việt thực hiện. Và những ý tưởng của anh em là kim chỉ nam để mình thực hiện những clip tiếp theo đấy anh em ơi. Tiếp theo là xem kiếm của ta đây. Trời, có 52 vàng. Đấng Van Hên đã quá fit rồi. Tiếp theo là đấng Batman nha. Làm sao mà bắt bóng được mình, làm sao mà chiêu được chúng mình. Quá đơn giản để counter Batman anh em ơi. Thực sự. Còn Murat này có nhiều chiêu để né nam. Nếu anh em né được, anh em sẽ đánh hay. Anh em né không được, anh em sẽ đánh gà thôi. Đơn giản vậy nha, chứ kỹ năng con tướng này nó cũng không có khó dùng. Chỉ cần chúng ta căn đam sao, căn chiêu sao cho hợp lý thôi. Và giữ cái bóng của mình thật là tốt thôi nha. Lợi dụng những cái con quái rừng ở đấy hai điểm nội tại. Hoặc là chúng ta nhiều khi là khi mà có đủ 40% hồi chiêu ấy, hoặc là 35% hồi chiêu trở lên ấy, thì chúng ta cũng không cần là đánh thường như thế này, mà chúng ta chỉ lướt vào không khí hai lần giật bóng về và tiếp tục lướt lên đó. Ảo ảnh chảo là có mạng, thực ra lối chơi nó chỉ vậy thôi. Nhưng mà kia anh em yêu cầu là phải thực hiện luôn nha. Ok, và các bạn chưa có click chơi game trong dịp lễ Noel, trong dịp Tết dương lịch cũng là Tết Nguyên Đán sắp tới, thì các bạn cũng nhớ qua shop movietviet.vn của mình nha. Link cực kỳ nhiều luôn, chương trình khuyến mãi cũng rất là nhiều nữa. Mà nói chung thì link trong kho thì nói chung là nhiều lắm anh em ơi. Xả bớt đi. Anh em nhớ lên shop movietviet.vn ủng hộ mobile nha. Link mobile của DeFi, tốc chiến, PUBG, game gì cũng có. Và có lỗi gì thì anh em có thể là liên hệ ngay fanpage để được hỗ trợ ngay lập tức nha. Không 60302. Trời ơi, thế này thì đỡ sao được mà đếm hộ đồng đội chứ. Quá ghê rồi anh em ơi. Và với chất tướng của Murat khi đánh ở lợi thế là nó ép trò là không thở được luôn ý. Bởi vì đơn giản nó mở phong ấn chiêu cuối, đâu cần phải đánh thường đâu anh em ơi. Rồi giữ xàm tí rồi lướt lên. Tiếp tục đợi hồi cái chiêu 1 là có mạng. Game quá nhanh, có nguy hiểm, mới 9 phút GG cho Bet Murat anh em ơi. Ok, video của mình cũng đến đây hết rồi. Chúc anh em tuần mới nhiều sức khỏe và công việc học tập thật tốt nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.